Vẽ hình xong xong rồi mà. Đừng có ngại, càng nhát càng chết. Mình sẽ sử dụng một trong hai cách, hoặc là sử dụng định nghĩa a song song a phẩy, b song song b phẩy, chia ra góc giữa a và b bằng góc giữa a phẩy b phẩy, và cái này trường đặc biệt hơn là a song song a phẩy, b góc giữa a và b bằng góc giữa a phẩy và b, hoặc là sử dụng phương pháp vectơ bằng một phương pháp bốn bước tính tích vô hướng bằng phương pháp phân tích các vectơ tính tích vô hướng theo định nghĩa. Từ đó từ một và hai này chúng ta sẽ suy ra cosine góc giữa hai vectơ chỉ phương, sau đó cosine góc giữa hai chỉ phương góc giữa hai vectơ của hai đường thẳng ấy, thì bằng trị tuyệt đối cosine góc giữa hai vectơ chỉ phương u ở v. Đấy. Thì từ đó chúng ta rút ra kết luận, chẳng hạn chúng ta tính cái cốt này mà nó bằng trừ 1 phần 2 chẳng hạn, thì như vậy là cái góc ấy sẽ bằng 60 độ, à 120 độ, thì suy ra góc này là bằng 180 độ trừ đi, đúng không? Còn cái phương pháp tọa độ hóa sẽ được học học ở trong chương trình nâng cao thôi, bình thường giáo viên không dạy đâu. Sau này khi mà chúng ta học thì theo theo sẽ dạy hẳn riêng là phương pháp tọa độ hóa, tách riêng thành một chủ đề. Bài số 9 thì đề bài cho chúng ta là hình lăng trụ đứng, hình lăng trụ đứng, trụ đứng tất cả các cạnh bằng nhau, yêu cầu đi tính góc giữa a b phẩy và c phẩy c c phẩy. Hình lăng trụ thì vẽ bình thường chẳng có gì cả. Vẽ hình lăng trụ đứng siêu dễ, cứ vẽ một tam giác xong ra dựng thẳng đứng lên hoặc thẳng đứng xuống, thầy hay có thói quen vẽ từ trên xuống, có nhiều người có thói quen vẽ từ dưới lên này cũng tùy. A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Đấy, xong rồi đề bài hỏi chúng ta là xác định góc giữa góc giữa A, B phẩy và C, C phẩy. A, B phẩy, A, B phẩy là cái vectơ này và vectơ C, C phẩy. À, góc giữa hai đường thẳng của ta. Đấy. Không phải nhìn đấy mà đoán bừa đâu nhé, thấy nó ra bằng bằng 90 độ, bảo nó bằng 90 độ không phải, cái góc trong không gian góc nhọn nên lại là tù tù lại là nhọn. Ô thế về nhà chưa làm à, căng thẳng nha. Bây giờ mình phải nhìn vào trong cái hình ấy, xem những thằng nào song song với nó, gì trong hình thì nó dịch chuyển thức kẻ nó dễ không? Dịch chuyển cái thức kẻ như A B phẩy này, mình dịch chuyển thức kẻ đây, nó song song đường nào trong đường này? Không có đúng không? A B phẩy không có, nhưng mà C C phẩy thì có. Mình cứ dịch chuyển mà cái thằng nào mà nó cắt thằng đã cho là tuyệt vời luôn. Đây. Ôi giời ơi, thằng nào nhỉ? Lấy thằng B B phẩy cũng được mà lấy thằng A phẩy cũng được đúng chưa? Thế nhìn hình nó ra mà nó không khó khăn gì. Đấy nhá, mình phân tích xem nhé, mình phân tích như vừa nãy thì ta rồi ta thấy rồi, ta có được là C C phẩy song song với em lấy A phẩy cũng được mà lấy B B phẩy được tùy, như lấy A phẩy nè. Từ đây chúng ta sẽ suy ra, ta dùng cái dưới đấy, dùng cái chất dưới này đây. Đấy, góc giữa CC phẩy với lại AB phẩy đây này. Đấy. Thế thì cái thằng CC phẩy này là nó song song với AA phẩy, cho nên cái CC phẩy sẽ được thay, CC phẩy sẽ được thay bằng AA phẩy.
hai thằng này cắt nhau chưa, đang từ hai thằng chéo nhau đã chuyển thành hai thằng cắt nhau. Đấy là nghệ thuật thôi. Trong hình, đặc biệt khi sử dụng hình lăng trụ với lại hình hoặc là nó đường trung bình rồi hay là hình hộp chữ nhật, hình lập phương là nó gắn liền với cái chuyện thằng những thằng song song với nhau. Đến đây được chưa? Đấy, nó trở thành hai thằng cắt nhau. Nhưng mà chúng ta thấy nó sẽ bằng hoặc là bù với góc mà con a phải, con đỉnh trung này đưa ra giữa. Nếu như chúng ta viết ngay nó bằng góc này là không được. Đặt con a ra giữa. Viết như này là giáo viên sẽ bắt thẳng tay luôn nếu như là tự luận. Nếu nó chỉ bằng góc này, nếu như góc này là không phải là góc tổ. Đấy. Thế cho nên nhưng vẫn vấn đề là chúng ta sẽ quy về tính góc này. Quy về tính góc này. Quy về tính góc này. Nếu mà góc này là góc tù thì chúng ta sẽ lấy 180 độ trở đi. Nếu mà không tù thì ta để nguyên. Thế là xong. Viết như này thì chưa đúng ngay. Thì giáo viên nó sẽ bắt cho tới số. Đấy. Thế bây giờ đi ta sẽ góc góc này. Góc tù rồi. A phẩy AB, A phẩy AB ô đồ. Có nhầm nhỉ? A phẩy A bên phải nó là góc này à, đúng chưa, đúng chưa nào, không không được ghi là ngay đâu nhé, bởi vì chưa viết nhọn này tù thế nào. Cái góc mà thầy giáo vừa đánh dấu có tính được không? Không biết đó. Không biết với nhau đâu. Hình lăng trụ đứng nha thì là cạnh bên vuông góc đáy, các cạnh bằng nhau như vậy đúng rồi, như vậy mặt bên là hình vuông, hình vuông thì góc giữa cạnh bên và đường chéo chẳng bằng 45 độ gì đấy, đúng chưa? Thế là xong, thấy dễ chưa? Đấy, hình lăng trụ đứng thì cạnh bên vuông góc đáy nhá. Rồi đề bài lại cho tất cả các cạnh bằng nhau, đây là như này, đề bài cho chúng ta là hình lăng trụ đứng, cho nên chúng ta sẽ suy ra cạnh bên vuông góc với đáy, cạnh bên là gì, a phẩy a vuông góc với đáy ABC vuông góc đáy nhá, đáy thì như vậy cái bản như vậy bản thân cái anh này nó sẽ là mặt bên, bản thân mặt bên thì là hình chữ nhật. Đấy, nếu như hình lăng trụ đứng nhé, nhưng mà đề bài lại cho các cạnh bằng nhau cho nên mặt bên nó phải là hình vuông. Đấy. Nếu mà mới cho hình lăng trụ đứng thôi thì mới suy ra được mặt bên là hình chữ nhật, mặt bên là các hình chữ nhật đúng chưa, nhưng mà đề bài lại cho các cạnh bằng nhau, hình chữ nhật có cạnh bằng nhau thì nó chả là hình, chúng ta sẽ dẫn tới được cái AB, B phẩy A phẩy là hình vuông, hình vuông như vậy góc giữa A phẩy và B phẩy sẽ bằng góc A B phẩy và như vậy là bằng 45 độ bởi vì đó là hình vuông. Kết luận. Ồ, vậy đáp án nào nhỉ? Góc giữa AB phẩy và C phẩy bằng 45 độ. Đáp án gì tự khoanh nhé, tại vì mỗi một lần thầy giáo dịch thì là phương án nó sẽ chạy. Nó chạy 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 chứ nó không nằm như cũ. Được chưa? Thắc mắc gì không? Nếu tương tự như thế thì câu 19, câu 10 và câu 11 các em tự làm. Hai câu 10 và 11 thầy giáo chế tương tự thôi. Nó chỉ khác nhau cái chỗ tính toán thôi, còn cái phương pháp thì không vấn đề gì. Thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì mình thừa thắng mình xông lên câu tiếp theo. 10, 11 tự làm nhá. Đấy, bây giờ mình làm câu 12 này. 10, 11 tự làm. 12 nào. Vẽ hình câu 12 này. Mạnh dạn lên đừng sợ. Phương pháp thì giáo dạy rồi, trừ cái phương pháp vector thì học xong chương à, không, tọa độ là học xong cái phần đầu tọa độ thì nó mới đưa vào cũng hay, có một số bài nó bất lực phương pháp kia dùng vector phát ngon ra ngay.
làm bờ ai đừng sợ. Câu 12 vẽ hình đi. 10 11 về nhà làm. Bài một là chúng ta luyện vẽ hình rồi, bây giờ ta thể hiện. Ông mình vẽ hình được thì mình mới nắm được cái tính chất của nó, còn mình không nắm, không vẽ hình được mình tính chất mình không biết. Câu 12. Câu 12 cho chúng ta hình hộp chữ nhật, đấy là hình vuông. Hộp chữ nhật hay là hình lập phương, cách vẽ giống nhau hết. Mình vẽ phát nhanh nhanh thì mình luyện. Rồi đi thi cái bài đi thi đại học thì người ta vẽ sẵn hình, nhưng mà bài bình thường thì chưa chắc giáo viên đã vẽ hình cho chúng ta. Nó rất nguy hiểm. Tức là bài kiểm tra giữa kỳ mà cuối kỳ có chưa chắc người ta đã vẽ hình cho. Đấy là một cái rất là không đúng, bởi vì đọc mình vẽ hình nó đã mất phút hơn phút câu học vẽ siêu tốc. Ở đây thì để thuận lợi chúng ta đánh như đây D à, phải D phải C phải D phải. Câu 12. Câu 12 theo lời giải trong tay thầy giáo là có thể chữa làm bằng ba cách. Mời giáo sẽ giới thiệu chúng ta hai cách thôi. Còn cái cách thứ ba thì nó phương pháp tọa độ hóa. Bây giờ bài bảo chúng ta là tính góc giữa hai cái thằng A phẩy C và BD. 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 A phẩy C thì nó đây. BD nó đây. Đấy. Trông như kiểu góc 30 độ đúng không? Đấy. Quanh nó 30 độ phát là trúng kế. Chết ngay. Bây giờ nếu như mình dùng phương pháp dịch chuyển song song thì mình sẽ chuyển cái thằng song song với BD, thì trong hình nó chỉ có một cái thằng B phẩy D phẩy song song thôi. Hai thằng này vai trò giống nhau. BD song song với B phẩy D phẩy. Còn A phẩy C chả song song với thằng nào trong này hình cả. Cho nên là chúng ta dịch chuyển bình thường bài này chúng ta phải rất khó khăn. Dịch chuyển song song chả thấy cái gì cả. Không thấy gì. Trời ơi sao khó vậy?
Nhưng mà đề bài cho chúng ta cái hình này là hình đấy là hình vuông để làm gì? Đề bài cho chúng ta đấy là hình vuông để làm gì? Đề bài cho chúng ta đấy là hình vuông để làm gì? Đấy là hình vuông để làm. Hình vuông thì có hai cạnh liên tiếp bằng nhau. Gì nữa? Như cái lưu vật trả lời đi không mặt không ngớt thế gì ạ? Không biết đâu ạ. Nhớ hình vuông là cái gì? Hình vuông à, tứ giác nó có nó là hình bình hành, hình bình hành nhớ không? Hình hành có các cạnh đối song song và bằng nhau. Hình vuông có hai cạnh liên tiếp bằng nhau nó mới là hình thoi. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông. Hai đường chéo cắt nhau để trung điểm mỗi đường, hai đường chéo vuông góc với nhau. Đấy, thế là xong. Đi. Đây. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có BD vuông góc với AC do đáy là hình vuông. Đáy là hình vuông thì hai đường chéo vuông góc với nhau còn gì nữa? A phẩy cũng vuông góc BD. Đúng nhận sai cãi. Nguyễn Trà My. A phẩy vuông góc BD đúng không? Lập phương thì các cạnh nó vuông góc với đáy tương ứng. Thì cái cạnh A phẩy thì đương nhiên là nó vuông góc cái mặt tương kia đúng chưa? Bởi vì sao? Bởi vì là cái thằng A phẩy vuông góc với mặt ABCD nó vuông góc với một mặt thẳng, mà nếu một đường thẳng vuông góc một mặt thẳng thì nó sẽ vuông góc một mặt thẳng đó. Xong xong rồi kìa. Nguyễn Kim Trường Giang suy tiếp. A phẩy C cứ đua suy ra góc giữa BD và A phẩy C là bằng 90 độ. Đây là một bài mà làm rất quái dị, nó không tuân theo cái quy tắc mà chúng ta làm, nó không tuân theo cái quy tắc mà như này mà nó lại dựa vào định nghĩa tính chất là cái gì. Chữa xong thì thấy rất là dễ nhưng mà tự nghĩ ra thì chưa chưa chắc đúng chưa? Đấy là cách làm thứ nhất, mặc dù chữa xong nó rất dễ nhưng mà không phải ai cũng làm được cái này. Muốn làm được cái này thì chúng ta phải nắm rất vững về cái quan hệ vuông góc. Đây là cái thằng A phẩy này thì nó vuông góc với BD, A phẩy xong AC nó cũng vuông góc BD là vuông được. Hơi khó hiểu đúng không? Cách thứ hai. Cách thứ hai này rất dễ hiểu. Đó là chúng ta dùng vector đấy. Ta dùng vector thì đối với hình lập phương thì các em quy về góc nào cũng được. Nhưng mà đề bài đang nói về cái chuyện A phẩy C thì chúng ta tốn luôn cái gốc A phẩy. Gốc A phẩy. Chúng ta đưa về gốc A phẩy. Nha. Rồi, như vậy là vector A phẩy C. Nào, quy tắc hình hộp. Quy tắc hình hộp nó bằng cái gì nào? Minh Phương nhớ đọc cho thầy. Trong hình hộp vector đường chéo bằng tổng ba vectơ cạnh cùng chung gốc, lấy gốc A phẩy ra cho thầy giáo, lấy gốc A phẩy nhớ dễ, A phẩy B phẩy gì nữa, đây này lấy gốc của nó đây này, em đọc các cạnh của nó ra, A phẩy B phẩy cộng A phẩy D phẩy cộng A phẩy A, quên hết rồi quy tắc hình hộp đây này, ba cái vectơ đường chéo à ba vectơ cạnh một này hai này ba này. Trong hình hộp vectơ đường chéo bằng tổng các vectơ cạnh cùng chung một góc
Đúng chưa? Rồi tiếp tục nhé. Tiếp tục. Trong khi đó cái thằng BD, BD thì nó bằng B phẩy D phẩy. Đưa về góc A phẩy đây đó. A phẩy gì? Ghép góc với điểm cuối. A phẩy D phẩy trừ đi A phẩy. Ô không biết cái này á, đây nha. Vectơ AB này bình thường ấy mình sẽ xen điểm O vào. Nếu mình muốn đưa về góc O, OB thì là OB. AO thì là trừ OA, có cái gì đâu nếu quên đây. Như vậy là ghép góc với điểm cuối trừ cái góc lần đầu hay gì đó. Dùng lại kiến thức hồi lớp 10 để chúng ta nhớ. Xen điểm mà không hiểu nữa chị. Xen điểm O vào đây. AO cộng OB đúng chưa? Xong phép cộng với chiết giao hoán theo đổi vị trí đi. Đấy. Đổi OB vào đằng trước. Thế còn AO thì chính là trừ trừ OA thế thôi. Rồi, bây giờ các em nhân với nhau. A phẩy C nhân với BD. Nhớ rằng hình trong hình lập phương giữa hai vector mà nó dựa trên các cạnh này là nhân với nhau nó đều bằng cái không, số không hết. Bởi vì góc giữa chúng là bằng 90 độ. Cho nên các em nhân với nhau là nó chỉ có giống nhau thì giữ lại, khác nhau là bằng không. Nhân đi. Bây giờ thầy áo viết chậm nhá, chúng ta đừng đừng làm vội. Nhìn thầy áo, nhìn quan sát này. Thằng này thầy áo nhân thằng này thì làm sao? Cái nào bằng không thì nói luôn đi. Bây giờ trình bày ngắn gọn lại bởi vì nó trắc nghiệm, trình bày ngắn gọn lại cho nhanh. Hai thằng nhân nhau là bằng không đúng chưa? Bởi vì nó vuông góc với nhau. Thằng này nhân nhau bằng cái gì? Trừ, đọc chung tôi trừ thật. Làm ăn phía chít giờ con người ta. Trừ A phẩy B phẩy bình. Đúng chưa? Những cái nào bằng không thì nó cho mất đi luôn nhá. Tức là cứ giống nhau thì giữ lại, khác nhau thì vứt đi. Trong hình lập phương nó siêu dễ. Nào, con này. Con này nhân con này là cái gì? Giỏi nhờ. Giỏi nhờ, không nhìn à? Hai thằng này cơ mà. Thằng này nhân xong rồi nhá. Đây nó chậm lại này, con này nhân con này bằng không này. Vứt đi này. Nói chậm lại, không ghi được vào đấy nữa nhé. Bây giờ thống nhất làm cho nó nhanh, tiếp tục. Thằng này nhân thằng này. Thì ra cái này được chưa? Nhưng mà bình phương vô hướng, bình phương độ dài vứt con mũi tên ở trên đầu nó nhá. Không hiểu thì ghi thêm màu đỏ vào, còn hiểu rồi thì thôi. Thế này được chưa? Tiếp tục này, đến thằng này. Đúng rồi, giỏi lắm. Cộng A phẩy D phẩy bình, đúng rồi. Tiếp tục. Này, nhân đến thằng này, xong. Thằng này nhân sang đằng sau. Không đúng không? Tiếp tục. Thằng này nhân thằng này. Không, thằng này nhân thằng này. Không, hình hộp chữ nhật hình lập phương nó rất hay ở chỗ đấy. Tóm lại nó chỉ bằng cái này. Nhưng mà cái này nó bằng trừ A bình cộng A bình. Hình lập đấy là hình vuông mà mình gọi cạnh hình vuông là A. Được. Tối quá. Vẫn tối à? Sáng nay nó sao mất kém nhỉ? Bóng nào bật bóng nào loá mà vẫn loá này. Hết chuyển hết bóng lên trên mà vẫn loá. Bảng chống loá và bảng cứ loá. Thế được chưa? Mình gọi hình vuông ở cạnh đáy nó là bằng A, thế nhưng cuối cùng nó bằng không. Bằng không như thầy áo đã nói ở trên rồi, nếu như tích vô hướng mà bằng không thì ta dừng lại ngay, dừng bỏ qua bước 2, bỏ qua bước 3 mà kết luận luôn là vuông góc với nhau, được chưa? Cái tích vô hướng này nếu mà là dễ làm hơn cái trên, dễ làm hơn. Rồi ở đó A nhỏ là cạnh của hình vuông nhá, từ đây nó sẽ suy ra A phẩy C vuông góc với vectơ BD.
và chứng tỏ rằng hai đường thẳng này cũng vuông góc, hai vectơ chỉ phương vuông góc với nhau thì hai đường thẳng này cũng vuông góc nhau. Như vậy góc giữa chúng là bằng 90 độ. Câu 12 được giải quyết xong. Ui giời, cái từ khó mà ra là khó thật. Căng thẳng lắm. Khi tích vô hướng bằng 0 thì chúng ta dừng ngay, chúng ta không làm bước 2, bước 3 mà nhảy sang bước 4, kết luận góc giữa chúng là 90 độ luôn. Được chưa? Rồi. Cố gắng lên. Học hành vất vả, kết quả chưa thấy ngọt ngào đâu. Thầy thấy môn hình này đúng là em yếu thật. Thật sự. Mình về nhà mình lại không chịu khó làm nữa. Như vậy câu 12 đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu 14. Câu 14. Lớp kia nào sẽ chữa xen kẽ, sau đó các em xem video lẫn nhau nhé. Xem video lẫn nhau là thế nào? Thì mình sẽ số lượng bài nó sẽ gấp đôi lên. Không hiểu. Cái hình như này, bây giờ ngồi chữa hết hơi mất thời gian. Mình vừa làm câu 12 đúng không? Bây giờ mình làm câu 14. Phần công rõ ràng mà quên. Dạ. Câu 14 nào. Xin mời. Chịu khó xem đi xem lại nhiều cái hình mà mới tiến bộ lên được. Thầy phải rút kinh nghiệm bao nhiêu năm dạy hình mới trích ra tài liệu quan trọng này. Tất nhiên phải tham khảo cả các thầy cô giáo trên mạng nữa. Nhưng mà thầy cô giáo trên mạng thì người ta lại bỏ mất vào cái quan trọng đó là phương pháp vectơ. Cài lẫn song song vào, mặc dù lấy lại hình học không gian nhưng vẫn phải hỗ trợ bằng phương pháp vector tọa độ vào đấy thì nó mới ngon lành được. Không phải, mình vừa làm câu 12 đúng không? Thế bây giờ mình làm câu 14. 12, 14, 9, 12, 14. Phần công rõ ràng ngô quên 14 à 9, 12, 14. Câu 14 nhé, câu 14 cho chúng ta hình lập phương. Tất nhiên mình vẫn có thể tận dụng như cái bài trên. Không phải lúc nào nó bằng 90 độ đâu, nó cho cái tham khảo là 90 độ, lúc thì thật chưa chắc. Cái câu 12 này về sau còn một cách 3 là pháp bảo thầy giáo sẽ chữa sau. Sau này nếu như các em tiếp tục theo học thì giáo sẽ chữa tiếp. Câu 14. Câu 14 đề bài cho chúng ta là hình lập phương ABCD trên tính góc giữa A phải C phải và D phải C. Mình vẽ hình lập phương vẽ vẫn thế thôi. Cố lên. Mình biết mẹ hình đôi hình vẽ mà giáo viên mà không nhầm trước người ta lại hình vẽ gợi ý lại làm tối hơn, khó xử lý hơn. Hình lập phương ABCD A phải B phải C phải D phải tính ở ABCD lấy theo chiều xuôi kim đồng hồ ngược kim đồng hồ được đấy. Bây giờ chúng ta người ta yêu cầu chúng ta đi tính
tính góc giữa cái gì đây? Góc giữa A phẩy C phẩy. A phẩy C phẩy. A phẩy C phẩy đây này. Góc giữa A phẩy C phẩy với lại góc giữa D phẩy C. D phẩy C bằng bao nhiêu? Những cái bài này sau này đều làm được cả pháp độ. Tất nhiên không phải câu nào làm được. Ví dụ cái cho hình chóp tứ giác, tam giác nó khó hơn. Cứ theo cái hình vẽ mà điền vào. D phẩy C, D phẩy C. D phẩy C đây. Chịu khó đầu tiên phải đập vào mắt mình trước là mình phải dịch chuyển song song cho nó có cái đường nào nó song song không. Nếu song song được mà ngon lành nó quy vào một cái góc nào hoặc là một cái tứ giác nào đấy thì là chúng ta dừng lại ở cái phương pháp đấy. Nếu như mà nó không có những thằng nào song song thì chúng ta mới nghĩ là cái khác nhá. Bắt đầu dễ hơn chưa? Chúng ta nhìn vào trong hình thì một là chúng ta dịch chuyển cái thằng A phải C phải đi, hai là chúng ta dịch chuyển C D phải đi. Đấy. Thế bây giờ nếu như mình dịch chuyển cái thằng D phải C đi, D phải C đi thì nó sẽ song song cái thằng này. Cứ cầm với thước kẻ mà dịch chuyển đi xong nó có cái gì đâu mà nghĩ. Đúng không? Cái thằng này với thằng này là cắt nhau là xong rồi. Là nó quy về trong tam giác nào đó rồi là xong rồi, đúng chưa? Đấy, thì hoặc là chúng ta di chuyển sang A phải C phải lên đây nó song song AC thì nó cũng quy về tam giác ACD phải được. Bài này thì phương pháp đấy là dễ hơn phương pháp tư. Xong chưa? Bằng bao nhiêu? 60 độ là câu trả lời chính xác. Đấy. Và chúng ta sẽ có là AC nó song song với A phẩy C phẩy, cho nên là góc giữa A phẩy C phẩy với lại D phẩy C, hai thằng này nó không chung nhau cái gì cả, nó thực ra nó là hai thằng chéo nhau, đã được quy về cái thằng A phẩy C phẩy này nó song song AC, mình sẽ thay cái thằng này bằng thằng AC, như vậy hai thằng này đã chung nhau đỉnh C, thực chất là nó khác nhau đấy, lúc đấy quy về chúng ta xét cái tam giác AC D phẩy. Đề bài chỉ cho hình lập phương cho nên chúng ta có thể gọi cạnh là hình lập phương là A cho nó dễ xử lý. Thì cái tam giác này mình tính tam giác thì cái thằng AC thì là đường chéo hình vuông cạnh A đấy. Bây giờ mới biết tại sao mình phải học cái bài 1 này. Bài 1 này, nhận dạng trong cái hình vuông cạnh A thì đường chéo của nó bằng bao nhiêu, mình phải bật nó nhanh. Hình vuông cạnh A thì như vậy là AC nó bằng A căn 2. C phẩy, CD phẩy cũng bằng A căn 2, nó cũng là đường chéo hình vuông. Rồi cái thằng AD phẩy cũng thế. Hình lập phương 6 cái mặt đều là hình vuông. Ôi tôi chết rồi. Ba thằng này bằng nhau. Vậy thì tam giác này tam giác đều. Tam giác đều thì góc giữa chúng là bằng 60 độ. AC bằng con chung con C, bây giờ con C đặt ra giữa. Như vậy kết luận là góc giữa hai đường thẳng cần tìm là bằng 60 độ và bài toán được giải quyết xong. Câu 14 có thắc mắc gì không? Thắc mắc gì không? Đấy. Chịu khó vào một thời gian nó mới nâng được, các em phải kiên trì nhé. Thầy cho họ cùng kiên trì, thầy rất kiên trì, thầy ngồi soạn các cách giải rồi đánh máy vẽ hình các thứ rất là kỳ công với hy vọng là các em sẽ tiến bộ hơn về cái môn hình này. Ô, thế là xong thật à? Đấy là cách 1. Cách thứ 2 dùng phương pháp vector được đấy. Cách thứ hai là dùng phương pháp vector, em đưa về gốc nào cũng được, lại lấy gốc A phẩy.
Anh hai dùng phương vector là a phẩy c phẩy thì bằng a b phẩy cộng a phẩy d phẩy. Thế còn cái thằng cd thì mình phải chịu khó nó quy về gốc a là nó bằng cái này, tức là bằng cái bằng vector d phẩy c thì bằng góc vector a phẩy b. Như vậy là nó sẽ bằng vector này cộng vector này, nhân với nhau dùng phương pháp vector là ra. Đó. Thì cái phương pháp vector về nhà thì em sẽ chụp hình để em gửi lại cho các em xem phương pháp vector. Sau đó các em tự đọc và các em tự chép. Đấy là câu số 14. Tôi có hình dung ra cái phương pháp vector này. Đưa về gốc a phẩy này. Nói lại, đưa gốc a phẩy này thì cái vector a phẩy c phẩy theo quy tắc hình bình hành thì nó sẽ bằng vector đường chéo bằng tổng hai vector cạnh cùng chung gốc. Là nó sẽ bằng cái này, a phẩy c phẩy sẽ bằng a phẩy b phẩy cộng a phẩy d phẩy. Đây được chưa? Tiếp tục cái thằng d phẩy c hoặc là cd phẩy nhìn vào hình ấy, nó vẫn phải quy về với những vector bằng nhau thì nó chính bằng vector này a phẩy b. Theo lại dùng quy tắc hình bình hành, tiếp trong hình bình hành vector đường chéo bằng tổng hai vector cạnh chung gốc. Như vậy là nó sẽ bằng a phẩy a cộng a phẩy b phẩy. Hoặc có hai em nhân với nhau thì lại giống như vừa nãy thôi, giống nhau thì để lại, khác nhau thì là nhân nhau là nó bằng không. Nó ra lấy được tích vô hướng này. Sau đó cái cách thứ hai là lấy thứ nhất là tích vô hướng như này, cách thứ hai là tích vô hướng thì bằng tích độ dài. Ôi chữa luôn xong, về nhà không làm được chết. Đấy, đến đây rồi nhé. Sau đó các em nhân vô hướng với nhau. Nhân vô hướng với nhau. Cố gắng. Cứ có tiến bộ nhiều rồi đấy, so với lúc đầu mặt cứ nghẹt ra dần dần nó phải khác. Nhất là phương pháp vector, phương pháp vector phải làm nhiều nó mới tiến bộ được. Cái này được chưa nào? Em nhân với nhau nhé. A phẩy C phẩy nhân với vector D phẩy C. Cách thì phải đã nói rồi. A phẩy B phẩy cộng với A phẩy D phẩy. Thứ hai thằng khác nhau nhân nhau bằng không luôn nhé. Mình khôn lắm. Mình phải lấy quy về gốc như thế. Không biết tại sao các bạn. Các bạn nó chạy cứ mầm là do nó biết mẹo. Đấy, nhân nhanh cho thầy cái. Cuối cùng nó còn lại cái gì? Cứ hai thằng khác nhau nhân nhau bằng không luôn, là vì nó vuông góc với nhau gắn liền với hình lập phương siêu dễ. Cuối cùng nó chỉ còn lại gì ạ? Đúng rồi, mỗi cái đấy thôi, đúng không? Có đúng rồi, để ta viết vào. Đúng chưa? Cứ hai thằng khác nhau nhân nhau bằng không hết, lấy hình lập phương rồi hình hộp chữ nhật. Vậy cuối cùng ấy, tự biến đổi, cuối cùng nó chỉ còn lại là a phẩy b phẩy b, tức là bằng a nhỏ bình nếu như mình gọi cạnh hình lập phương là a. Được chưa? Thắc mắc gì không? Hai thằng vuông góc với nhau nhân nhau bằng không thì biến mất luôn. Đúng ra là tự luận lên thì phải trình bày kỹ, nhưng bây giờ mình có lẽ những cái này nó không này, này nhân bằng cái này, này nhân cái này bằng không này, còn này nhân cái bằng không tiếp này. Thấy được chưa? Rồi tiếp tục. Đây là cái bước thứ nhất, tính tích vô hướng bằng cách phân tích. Thứ hai thì chúng ta đi tính tích vô hướng bằng cách và tích vô hướng bằng tích độ dài AC a phẩy c phẩy nhân với d phẩy c nhân với cos của góc hợp bởi vector a phẩy c phẩy và d phẩy c. A phẩy c phẩy thì là đường chéo của hình vuông cạnh a thì nó bằng a căn 2. D phẩy c cũng là đường chéo hình vuông cạnh a đấy. Không để ý cách làm mà nó chỉ có thế thôi. Con này nhân con này là 2a bình nhân với cos của góc giữa hai thằng này. Đấy, đây là 1, đây là 2. Cùng một tích vô hướng mà tính theo hai con đường khác nhau thì hai con này nó phải bằng nhau chứ. Đấy, như vậy từ 1 và 2 suy ra. Đấy.
từ 1 và 2 suy ra hai thằng này bằng nhau. Tức là A bình thì bằng 2A bình nhân với cos của góc giữa A phẩy C phẩy với D phẩy C, các em đảo đỉnh đi nó sẽ bằng trừ nhé. Nào, từ đây rút ra cos bằng bao nhiêu? Cosin của góc hợp bởi giữa A phẩy C phẩy với lại D phẩy C bao nhiêu? Bằng 1 phần 2. Bằng 1 phần 2 thì suy ra góc giữa A phẩy C phẩy và DC, D phẩy C shift cos 1 phần 2 bằng 60 độ. Đây là góc nhọn rồi, cho nên là chúng ta lấy luôn góc này. Còn nếu góc tù ta phải lấy 180 độ trừ đi. Đấy. Bước 1 là tính tính hướng này, bước thứ 2 là tính theo con đường này, bước thứ 3 là kết luận rút ra cos bằng bao nhiêu. Và cuối cùng là kết luận góc giữa A phẩy C phẩy với D phẩy C bằng 60 độ. Thế thôi. Nếu là góc tù mình phải lấy 180 độ trừ đi, còn góc nhọn là vuông thì để nguyên. Thắc mắc gì không ạ? Đấy, cách thứ hai hay mà. Cách nào nó cũng hay cả. Cái cách thứ hai thì nó thực ra là nó phổ dụng hơn nhưng mà nhiều người không dám dùng. Dùng cái vector là sợ thầy cô giáo ngại dạy, trò ngại học, kết quả là một cái vòng tròn luẩn quẩn. Người thì ngại dạy, kẻ thì lười học. Lười học thì cheat. Như vậy câu 14 được giải quyết xong. Và chúng ta cũng xong là cái phần 1. Phần 1 của chúng ta ở đây là góc giữa hai đường thẳng ở trong hình lăng trụ hoặc là hình hộp, chủ yếu là hình theo kiểu hình hộp. Bây giờ sang cái hình chóp mà không một cạnh bên vuông không có đáy xử lý của gì.